Anh viện sướng anh xuống rồi à? Thì cảm thấy là không phù hợp, không phù hợp để trao đổi nữa. Ok, thì mình cũng đâu thể mà miễn cưỡng họ được. À, em cảm ơn Lâm Trấn Hà. Cái nick Trung Nguyên này thì em nhìn thấy hơi quen quen. Thế nhưng mà như thế này, nãy giờ có hai cái vấn đề đang định nói để anh viên sứ chia sẻ thì anh trả lời những câu hỏi. Thực ra những cái câu hỏi đó thì anh trả lời không phải là khó, đúng không ạ? Thế nhưng mà mỗi cái là mình có trả lời hay không thôi. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất anh có nói đến là thứ nhất là cộng sản không liên quan vấn đề, không quan tâm vấn đề tâm linh. Cái này thì anh nghiên cứu lại nhé. Không liên quan vấn đề tâm linh hay là không quan tâm mà tại sao là lãnh đạo đảng nhà nước người ta lại đi chúc Tết các nơi, đúng không ạ? Tại Chào sao Lâm người Văn ta Hà. lại tại sao người Mến ta chào lại em trai nha, đến chúc sức khỏe. nhà thờ Cảm hoặc ơn là đã đến lập trường giáo duy nhân xứ hoặc đàn. là đến Không, anh đến ngồi nhà với anh chùa đi, em đặt câu người hỏi ta rất là chúc mừng hay, những ngày rất là lễ. tuyệt vời, ủng hộ những lời Việt Nam anh đặt là nước câu tự hỏi, do tôn nhưng giáo, mà rất tiếc luật anh Chung giả Chung Chung dạ. Chung có anh Lâm Văn Hà lên xin lỗi Chung cho anh Lâm Hà là nói vài câu ấy. Dạ Rồi ok, chào em chào Chung anh Lâm luôn. Văn Hà. Thật sự mà nói á, anh rất là ủng hộ những cái gì mà em đã đưa ra, nhưng mà rất tiếc anh ta không trả lời được. Anh ta cố tình dẫn dắt em đi một cái hướng khác, nhưng Ủa mà anh lên, hiểu về dạ, anh đúng ta bên này rồi, hiểu không? rồi Thật sự mà mà nói á, những cái đúng, con dạ. người mà đã Ủa sao đi không nghe thấy qua gì ta? đất nước Hoa Kỳ này, đã có quốc Anh tịch Lâm Văn Hà Mỹ đang rồi, nói mà. có quốc tịch Mỹ rồi, không có quyền hành gì mà xía cái miệng vô trong cái đất nước Việt Nam cả. Đó là mình nói Dạ. rõ luôn, hiểu Dạ, không? không nghe Không thấy có luôn. quyền, hiểu không? Mà anh ta nói là anh ta có cái passport. Cái passport ai cũng có cái passport. Cái passport nó khác, còn cái quốc tịch Việt Nam nó khác, quốc tịch Mỹ nó khác. Bò giấy thông hành Nha. thôi đúng không anh, bắt bò chỉ Yeah. là Đúng, giấy thông chính hành thôi xác, đúng không? chính xác. Nhưng mà rất tiếc ở đây những cái thành phần con người mượn cái danh đấu tranh lên đây là dẫn dắt để mà xuyên tạc hay là hoặc kêu gọi quyên góp tiền để mà xài cá nhân cho bản thân họ thôi. Chứ họ không có giúp gì được cho cái đất nước Việt Nam mình cả. Đó là Lâm Hà nói thật. Nhưng mà cái con người này, cái anh chàng này Lâm Hà hiểu rõ về cái con người anh này quá rồi. Biết mà. À, anh chàng này á, là hơn thua chị em phụ nữ rất là nhiều. Mình nghe hết. Nhưng à, đã nói cái anh biển biển xứ gì nghe nè, biết anh quá rồi, thấy không? Thì tốt nhất anh kiếm cái phe đảng của anh á, anh nói đi ha, anh đừng có vô những cái diễn đàn này. Cái diễn đàn này là không có đúng cái chỗ đến đi, hiểu không? Anh biển biển xứ đó là Lâm Hà nó thật thật sự á, anh lên anh không hiểu cái người chịu chủ diễn đàn này là tên gì. Anh nói những cái anh hỏi những cái câu vớ vẩn không có đúng. Rồi chào em, rồi trả lại diễn đàn cho em, anh ngồi anh nghe. Đúng Dạ. rồi. Dạ, cảm ơn luôn nè. Thực ra cái tay Trung Nguyên này á, nè, nhắc lại cho Trung Nguyên nhớ nè. Trung Nguyên vào cái diễn đàn thơ quan này á lần thứ hai rồi nha. Lần đầu á là Trung Nguyên nhắc cho Trung Nguyên nhớ luôn, cũng cũng là cái vụ hỏi Trung Nguyên là có quốc tịch Mỹ hay không. Lúc đó Trung Nguyên nói không, chưa có. Ê, xin lỗi, quốc tịch Việt Nam hay không, lúc đó Trung Nguyên nói không, nhớ chưa? Cho nên là nhiều Nhớ không? khi người Lần thứ ta hai là rồi, cho nên là nãy ngay từ đầu mà Trung Nguyên nói đó là tôi mới hỏi Trung Nguyên đó để làm gì, để tôi nắm bắt được cái lòn lách, cái lạng lách nó như thế nào, hình dung chưa? Tôi rất hoan nghênh, tôi nói thật anh em đây, kể cả thằng Trung hay là Du Nam cũng vậy, nói rất là rõ ràng, vào để chơi trái quan điểm cũng được, không thích cái gì cũng được, thoải mái, nhưng mà phải cái nào ra cái đó thì anh em trao đổi nó mới vui, chứ đừng có nghĩ mà vào là thế này thế nọ thế lọ thế chai thì lại không hay lắm, thì không được đâu. Huy mất camera, Huy ơi. lúc nãy thì em đang chia sẻ. Thứ nhất là anh có hai cái nội dung, Chung cầm diễn đàn giùm anh chút xíu nha Chung. ok. Thì cái nội dung vừa rồi thì em cũng có chia sẻ rồi, còn cái nội dung thứ hai á, là ý anh có nói là
Nếu mà mình quan tâm đến cái chuyện chính trị của Mỹ đó thì mình có quyền để mà nêu quan điểm thế này thế nọ. Thế thì cái điều đầu tiên thấy nó rất là lạ lùng là như thế này. Thứ nhất là luật pháp quốc tế này cũng có quy định về cái vấn đề công việc nội bộ các quốc gia đấy. Thì đến hệ thống chính trị của một nước khác, anh cũng không có quyền can thiệp vào cái hệ thống chính trị của quốc gia bạn. Chứ đừng nói gì là công dân, đúng không ạ? Mà anh công dân của Mỹ mà anh lại bảo anh có quyền anh đưa ra quan điểm này quan điểm nọ đối với người dân Việt Nam. Thử hỏi bây giờ ví dụ đồng ý theo quan điểm của anh đi, anh nói như vậy là đúng đi, đúng không ạ? Nó hợp tình hợp lý đi. Thì bây giờ anh ví dụ như anh yêu cầu anh Du Nam là anh phải có quan điểm như này như kia. Thế bây giờ tôi cũng yêu cầu anh phải có quan điểm như này như kia, có được không? Vì chúng ta đều bình đẳng mà. Anh có là công dân Mỹ hay là công dân nước nào thì chúng ta đều là bình đẳng hết. Nó không liên quan đến cái vấn đề là chúng tôi có quyền hay không có quyền. Đến công việc gia đình anh mà hàng xóm người ta còn không có quyền can thiệp nữa, đừng có nói là cái vấn đề của một quốc gia khác. Đúng không ạ? Còn dĩ nhiên các anh ở bên Mỹ thì các anh ủng hộ bên nào đó việc của các anh, còn chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi ủng hộ ai đó việc của chúng tôi đó, quyền tự do của mỗi người. Sao các anh cứ phải áp đặt, các anh có phải muốn là thế này thế kia làm cái gì? Đúng không ạ? Chúng tôi có quyền có nghĩa vụ giống như các anh thế thôi. Ở bên Mỹ các anh bảo có quyền, ok đồng ý, các anh có quyền theo luật pháp của Mỹ, các anh bảo là ở xứ tự do đúng không, có quyền nhưng mà phải theo luật pháp của Mỹ. Thì Việt Nam chúng tôi cũng có hiến pháp và pháp luật chứ đâu phải không có. Các anh sống ở Mỹ thì các anh tuân thủ pháp luật Mỹ, chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi tuân thủ pháp luật Việt Nam, chúng tôi có quyền lợi ở Việt Nam thì chúng tôi có nghĩa vụ với Việt Nam giống như các anh có nghĩa vụ đóng thuế với nước Mỹ đấy, đúng không ạ? Các anh sống ở đâu thì các anh phải tuân thủ theo hiến pháp pháp luật ở nước đó. Và mỗi một quốc gia người ta có một cái quy định riêng, không nước nào giống nước nào. Bây giờ các anh cứ yêu cầu hay là các anh đưa ra quan điểm là phải như thế này phải như thế, các anh lấy tư cách gì để các anh yêu cầu phải như thế này phải như thế kia, Ngay đúng lúc không ban ạ? đầu Trung có thấy không? Anh này anh thể hiện một cái người ở xứ văn minh gọi là xứ Mỹ. Khi vào nhà người ta hỏi mày là phải chủ nhà hay không, mày tên là gì, cái điều đó thấy thấy không, mình đã thấy thể hiện một con người nó như thế nào rồi. Thì anh em ở cái cộng đồng mới ở cái giai này thì người ta hiểu rõ cái bản chất của con người đó rồi, đúng không? Ngay như khi Miễn Dữ lên hỏi cái lai này ở nhà ai, anh là ai, hỏi chủ lai như thế thì thôi mình cũng không biết nói chuyện được nào luôn. Chứ anh Lâm Văn Hà vừa lên anh cũng lên án về cái vấn đề là vào nhà người ta chơi mà không biết người ta lai mày tên là gì, mày ở đâu, mày già thế nào ấy. Thì mình cũng thấy thật sự là đáng buồn cười và tội nghiệp. Thì cũng rất là lạ thôi, bởi vì thực tế là mà nói như này nè. Khi mà anh nói thực tế thì em cũng rất là lắng nghe, bởi vì là mình lắng nghe ở đây là không phải là mình lắng nghe để ở đâu mà em lắng nghe để em học hỏi để xem như thế nào. Nhưng mà thực tế mà nói thì kể cả là một ông giáo sư chứ 10 ông giáo sư phát biểu đó nó là quan điểm cá nhân, đúng không? Thế thì bây giờ người ta phát biểu quan điểm cá nhân thì chúng ta có quyền ủng hộ hoặc là phản đối, đó là quyền của chúng ta có quyền, người ta cũng có quyền. Thế nhưng cái quan trọng, cái quan điểm của người ta đưa ra nó có làm thay đổi về một cái vấn đề gì hay không, một lĩnh vực gì hay không. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là ông đó là giáo sư ở lĩnh vực nào. Ví dụ mà ông giáo sư về ô tô mà ông lại đi phát biểu về xe đạp ấy, thì nghe nó có hợp lý không, đúng không ạ? Thì cái gì ra cái đó, chúng ta phải rất rõ ràng ở đây là cái quan điểm cá nhân không ai cấm cả, miễn là các anh đừng có đã phát biểu những cái quan điểm mà nó thuộc về lĩnh vực đã được pháp luật quy định, đúng không ạ? Ví dụ như các anh ở bên Mỹ đó, các anh bảo tự do, bây giờ các anh kéo nhau vào đường, các anh biểu tình, các anh đòi lật đổ đảng Dân Chủ đi xem, và các anh có bị ăn thịt đâu. Anh nói cái chuyện buồn cười, trên tất cả các quốc gia trên thế giới thì quốc gia nào người ta cũng có đảng lãnh đạo cả, các anh phải nhớ một điều như thế, không có quốc gia nào không. Các anh có quyền lựa chọn nơi sống của các anh, đúng không ạ? Có quyền lựa chọn cái đảng lãnh đạo của các anh, thì chúng tôi cũng có quyền của chúng tôi. Bây giờ anh lấy cơ sở ở đây anh bảo là người dân Việt Nam không mong muốn, anh lấy cơ sở nào, số liệu nào? Nếu không mong muốn thì người ta tồn tại được mấy chục năm nay à, cả trăm năm nay à, đúng không ạ? Rất là buồn cười. Thế bây giờ cái thực tế đồng ý các anh có những cái ánh nhìn về Việt Nam, ok. Dĩ nhiên can thiệp ở đây là can thiệp về góc độ chính trị của quân sự nhé, bạn bạn Hoàng Nguyên, chứ không phải là cái vấn đề ví dụ như là các cái vấn đề khác đời sống thường ngày, các cái
sự vật hiện tượng hoặc là các cái vấn đề mà nó xảy ra hàng ngày đó, thì cô chú anh chị có quan tâm, có quan điểm của mình, cái chuyện đó nó hết sức bình thường. Còn đã giống như một số anh chị em lên bảo tôi đóng góp để cho Việt Nam phát triển, bản thân các ông ở các nước đấy các ông đang nghèo mạt nên các ông đòi cho bọn tôi phát triển cái gì, các ông lấy cái gì cho chúng tôi phát triển, rồi hay là các ông lại bảo có ý kiến là tôi ý kiến cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi, các ông lấy tư cách gì để ý kiến cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi? Cam Huy ơi, đúng không ạ? Ở đây nói thì nói, chúng ta ở đây có mỗi có những cái sự vật hiện tượng, ví dụ như thằng Trung Huy chẳng hạn, Huy Nghiện á, ngày ngày nó bảo nó ghét Đảng Cộng sản, nhưng mà ngày ngày nó lôi báo Đảng Cộng sản ra để phân tích, đúng không ạ? Tôi xin hỏi các cái vụ việc ở trong nước không báo Cộng sản đưa lên, các ông lấy đâu ra công đọc, ông chui gầm giường nhà người ta, nhà vệ sinh, nó nói những cái vấn đề nào là chúng ta đóng góp ý kiến, ok, nhất trí các anh đóng góp ý kiến trên tinh thần phát triển, thì các anh cứ viết thư gửi mail vào trực tiếp các cái hòm thư của các cơ quan chức năng người ta nghiên cứu. Xin thưa với các anh là tất cả các hệ thống các nước, một là người ta đều có đảng lãnh đạo, thứ hai là người ta có những cái bộ óc tinh hoa để người ta phân tích, người ta dự đoán, người ta có tầm nhìn, người ta có sự nghiên cứu, đúng không ạ? Bây giờ các anh, ví dụ các anh ngày ngày các anh đi làm hãng xong các anh bảo đóng góp cho Việt Nam phát triển, tôi đến lại không phát triển kiểu gì? Hay là như thằng Phiên Đồng ấy, cái thằng Phiên Đồng nó đi cắt cỏ mà nó đòi bàn về chiến lược kinh tế vĩ mô toàn cầu, nó mà giỏi thế nước Mỹ nó bế về lâu rồi. Nó nói đơn giản thôi, anh em mình thừa hiểu. Thực ra ở Việt Nam mình á, nếu như mà không cho nói á, thì nó kêu là không có tự do ngôn luận. Thế bây giờ người ta phát biểu quan điểm cá nhân người ta bảo bỏ Tết. Thế thì riêng cái ông giáo sư ông đưa ra quan điểm bỏ Tết thì đã bao nhiêu người phản đối rồi, đúng không ạ? Cái chuyện đó là quan điểm cá nhân người ta, chuyện đó hết sức bình thường, nó chả ảnh hưởng đến ai cả. Mà ông Bùi Hiền cũng thấy, ông nghiên cứu, ông đưa ra cái chữ đó, đúng không ạ? Thì ông cũng có quyền là yêu cầu là cấp bằng sáng chế hoặc là cấp cái độc quyền, cái gì nó gọi là cái gì, bản quyền, đúng không ạ? Là chính chủ bản quyền về cái vấn đề đó của ông, đó hết sức bình thường, nó đâu có liên quan đến vấn đề đến cả xã hội cái điều. Thế là cái này là thực ra thế này là chung nè, cái trò của tay người biển xứ này là gì biết không? Chung từng nhớ cái nói cái chiêu lộn vòng không? Mục đích đó là nó xoáy về vấn đề là từng là giáo sư, là có ăn có học, rồi cuối cùng là cái trò này nó chỉ có vậy thôi à. Bởi vậy anh đã nói rồi, anh đã nói ngay này đấy rồi, mẹ cái 40 mấy năm rồi vẫn là ba que, nó không lên được ba que mốt với ba que hai giùm cái. Mà khổ một cái mấy thành phần này nó lợi dụng cái cờ vàng ba sọc đỏ, chứ tụi nó có chẳng có bắt que củi gì ở đây hết á. Nó lợi dụng vô cái hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ để nó phục vụ cho ý đồ xấu xa của tụi nó thôi. Mẹ nó làm như ba cái trò con nít múa cái gì ở đây, đã bảo rồi vô đi chơi ok đàng hoàng. Kể cả anh ông không ưa cộng sản, anh ghét cái gì đó, quyền của anh. Anh ở nước Mỹ, quyền của anh. Nhưng mà trao đổi cái vấn đề nào ra vấn đề đó, và nó rõ ràng từng câu chuyện một. Tự dưng cái ông người Mỹ vô bảo cái ông Việt Nam mà tôi với ông bất đồng chính kiến, lạ đời vậy. Các ông có chính kiến của các ông, cái ông công dân Mỹ liên quan đến chúng tôi, đúng không ạ? Nó rất rõ ràng, nó chẳng liên quan gì cả. Còn cái gì thì ở đây chúng ta trao đổi trên tinh thần, ta học hỏi. Xin mời anh đi Trần. Chào anh. Alo, chào anh nha, chào các anh, đầu năm mới chúc các anh vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng nha. Rồi, cảm ơn bạn, chúc mình cũng thay mặt cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bạn và gia đình nha. Dạ, tôi là Andy Trần, tôi ở bên Mỹ. Lần đầu tiên tôi nghe diễn đàn các anh nói thì có những vấn đề tôi không có đồng ý mấy. Đồng ý anh em mình ở trong nước và ngoài nước là cũng như là anh em mình là cũng là con người Việt, da vàng màu đỏ, cùng chung một dân tộc mà thôi. Vâng. Nhưng có cái anh em mình trải chiều mình để đóng góp trong và ngoài nước. Rồi. Có người ở thời đại trước kia đó thì cũng nói rồi, mấy cái năm mà 90 hay là 80 vậy á, thì nếu như anh vào quốc tịch Mỹ đó mà anh không được lấy quốc tịch của cộng sản, là nghĩa là nói chung chung của thế giới á,
là các nước cộng sản là anh không được quyền lấy của cả quốc tịch đó. Nhưng tại sao, tại sao vậy bạn? À, tức là đó, đó là nước Mỹ họ quy định hả? Dạ, cái luật là Mỹ quy định hả? Luật nước Mỹ quy định. Nhưng à, sau này đó cái luật nước Mỹ nó đổi lại, nó bàn giao với Việt Nam sau này á, thì nó mới kết hợp lại á, là người quốc tịch Mỹ đủ quyền lấy quốc tịch Việt Nam. À, là hai quốc tịch. Nhưng từ kia nhưng mà, đó, từ kia rồi, năm 80 và 90 đó. Bạn ơi. Mình đồng ý với bạn là bạn vừa nói là người có quốc tịch Mỹ là được quyền lấy quốc tịch Việt Nam. Đúng rồi. Nhưng mà với điều kiện phải được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì khi lúc mà anh mà muốn lấy quốc tịch Việt Nam á, thì tất nhiên là chính phủ phải Việt Nam phải chấp nhận. Không. Là ok. Phải chấp nhận là khác à. Phải chấp nhận là cho anh nhập quốc tịch. Không, tức là họ phải xét cái điều kiện chứ nó phù hợp với cái quy định của đất nước Việt Nam hay không, họ mới cho chứ. Chứ còn bạn dùng cái từ phải là khác à. Khi mà anh nhập quốc tịch là người ta coi cái lý lịch của anh như thế nào người ta mới chấp nhận. Rồi, là tôi nói đúng là theo cái quy trình của đúng gọi rồi. Là cấp nhập tịch hay không. Đúng, đúng rồi. Chưa? Nếu không vi phạm pháp luật gì cả thì nhà nước Việt Nam sẽ cho phép được nhập vào tịch quốc tịch Việt Nam, đúng không? Phải nói ra như vậy. Tôi nói là chính phủ nó chấp nhận là nghĩa là đã xong rồi đó, đã điều tra hay là đã coi lý lịch như thế nào nó chấp nhận đó, giống như vậy là nghĩa là nó đã chấp nhận. Đó là sau này là nước Mỹ nó cho, còn trước kia đó 80-90 đó là nước Mỹ nó chỉ cho là lấy quốc tịch hay là Canada hay là Úc hay là các nước tư bản. Còn cộng sản thì nó không có cho, sau này thì nó đổi lại nó cho đó là sau này đó. Nhưng mà cái mà lấy quốc tịch Việt Nam á, thì nó là do chính phủ Việt Nam nó coi là lý lịch của cái người đó như thế nào, nó như thế nào chính phủ thấy ok là nó chấp nhận là ok cho nhập quốc tịch Việt Nam là cả hai quốc tịch đó. Rồi à, nhưng trên cái phương diện mà các anh nói đó thì nói là quốc tịch hay là không quốc tịch đi nữa đó, mà các anh nói là chúng giống như là chúng tôi nha, ở bên này không có trách nhiệm với trong đất nước là cái đó là không có đóng. Ví dụ sao đi đúng, sao vậy không đóng là bởi rồi cái này nè. Mặc dù tôi đi xa quê hương cũng là tùy theo là mỗi người một hoàn cảnh. Có người họ đi chính trị, có người họ đi kiếm đời sống mới, có người họ thay đổi cuộc sống mới, hay là có thể là họ theo gia đình như thế nào đó, đúng không? Giống như là cha thì chính trị nhưng mà con không chính trị, con chỉ có đi theo là đoàn tụ gia đình thôi. Nó giống như vậy, nó có nhiều tư tưởng lắm, nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi mà nói mà xây dựng một cái đất nước là da vàng màu đỏ là của chung, chân và là riêng ai hết đó. Đúng. Cho nên cái mà xây dựng tốt hay là xấu là tùy theo một cái tư tưởng mỗi con người, anh công nhận không? Đồng ý. Giống như đồng vậy ý. À, đồng ý. Chứ còn mà mình nói nhưng là mình nhưng, nói nhưng, là mình... nhưng mà thế này nè anh đi Trần. Mình đồng ý với bạn á, mình đồng ý với bạn dù gì đúng không, cũng là người Việt Nam. Đâu đó bạn cũng cảm thấy bạn có một chút trách nhiệm gì đó muốn xây dựng đất nước, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bạn đã tùng dùng được cái từ xây dựng á, thì chúng ta phải hiểu như thế nào là xây dựng. Bạn hiểu về đoạn đó có nghĩa rằng bạn có thể góp ý những cái gì đó nó còn tồn đọng, nó chưa được, bạn cảm thấy nó rằng nó chưa phù hợp thế này thế nọ, đúng không? Đúng rồi. Bạn có thể hiến kế hiến sách để bạn góp cái ý của bạn nhằm xây dựng cái điều đó tốt hơn, chúng tôi hoan nghênh, đúng không? Nhưng đúng rồi. Cũng có, bạn công nhận với mình ở đoạn này không nè, nhưng cũng có những thành phần lợi dụng vào hai cái từ xây dựng đó nhưng mà lại lồng ghép vào những cái câu chuyện khác,
Có nghĩa rằng họ muốn lèo lái, họ muốn định hướng cái điều gì đó. Nói chung là họ chỉ nói suông thôi, họ không có kế hoạch cụ thể, họ không có gọi là những cái phương án gọi là nó đúng đắn trên tinh thần xây dựng, mà chỉ muốn là đào sâu những cái gì đó gây ra cái sự mà là bất mãn từ người dân thôi, thì họ lại cho rằng đó là họ xây dựng. Thì chúng tôi không đồng ý cái đoạn đó. Nó có nhiều hoàn cảnh anh, bởi vì mình lúc mà mình nói hiện tại thì mình nói lịch sử, và lúc mình nói lịch sử thì mình phải nói hiện tại. Bởi vì khi mà anh nói lịch sử nó kéo dài cả một cái thời gian, nó có nhiều người tùy theo hoàn cảnh người ta đang còn là bỏ qua chưa được, người ta đang còn thấy cảnh cha già mẹ yếu của người ta chết dưới tay cộng sản như thế nào đó, hay là vì hoàn cảnh như thế nào đó, chiến tranh như thế nào đó, bom đạn như thế nào đó, người ta chưa có bỏ qua cái hận thù, hay là người ta chưa có tha thứ nổi, là tùy theo một người một hoàn cảnh. Đối với tôi là tôi kể thật với bạn đó, tôi không có giấu là cha tôi là cộng hòa, thương phải bên mẹ tôi nuôi bộ đội ở trong nhà với ông ngoại tôi, nghĩa là bên nội thì quốc gia mà bên ngoài là cộng sản, giống như vậy. Tôi ra đi là không phải là vì chính trị, mà tôi ra đi cái thời kỳ đó là một cái phong trào vượt biên. Bạn đi năm nào? Bạn đi năm nào bạn nhớ? 79. 79. À 79. Thì lúc đó là coi như là cái thời kỳ đó là coi như là hợp tác xã đất đai, rồi là ăn bo khoai sẵn đâu vậy đó, là cái đúng chỗ rồi. Tôi đó cái chỗ tôi là coi nó có cái phong trào là coi như vượt biên, tôi mới cướp thuyền rồi. Tôi nói với ông cậu làm cán bộ của tôi biên phòng luôn mà, ông cậu bên ngoài, tôi nói là tôi ra đi thôi, tôi sẽ ra đi, mà cậu muốn làm cán bộ trên xã thì cậu cứ làm đi, còn tôi đi là tôi đi. Ông cậu tôi nói là coi như cháu đi thì chủ cháu qua bên Mỹ mà bục cất mà ăn đi. Ông nói thẳng tôi giống vậy mà. Cuối cùng tôi đi hai lần. Lần thứ nhất là ông già tôi biết, ông già tôi lên bảo cho ông cậu tôi về bắt tôi đi bốc cất bò để phạt là mày đi vượt biên. Lần thứ hai tôi đi tiếp. Tôi ăn cắp ghe ông tôi đi tiếp. Đó. Sau này về thì cậu cháu ngồi nói chuyện qua lại cũng vui vẻ. Thì hiện tại thì bên ngoại thì cũng có đảng viên hay là cán bộ đang còn làm, mấy ông bên. Nhưng mà tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, tôi đi không phải là chính trị. Tôi đi vì cái chuyện mà dưới đèo lại anh Bắc. Giữa cái thời kỳ mà đói khát. Thì khi mà mình nói xây dựng về đất nước đó, thì tôi đi ra ngoài này tôi cảm thấy các nước nó tự do đó, nó có là dân chủ dân quyền, hay là nó có đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập đó. Thì tôi hay về Việt Nam bởi vì mẹ tôi mới mất đây 2 năm thôi, còn ba tôi đang sống với các em, với các cậu bên ngoài, hay là các ông bà đang còn họ hàng ở bên đó. Thì tôi so lại đó là cái đời sống, mà khi nó cái đời sống á thì các nước mà giống như là nói là đa nguyên đa đảng này cho nó dễ, bởi vì bên mình một đảng mà, còn bên này là nhiều đảng, nó khác nhau. Thì tôi so lại hai cái đời sống đó, nó khác nhau là bởi vì ở bên những cái sự mà đa nguyên đa đảng này á, nó có cái ích lợi cho những người dân nhiều hơn. Chẳng hạn giống như con em nó đi học không tốn tiền, nó tới trường nó ăn sáng ăn trưa, hay là y tế vô bệnh viện không tốn tiền. Đó là mình nói là những cái dân số mà trung bình ấy nha, còn những cái dân số mà họ giàu á thì không nói. Tất nhiên người giàu mà tỷ phú á thì tất nhiên người ta phải trả tiền, giống như vậy. Rồi còn ok, mình có thể dừng đoạn này chút xíu được không ạ? Không sao anh. Mình nói bạn cái này nè, chuyện vui vẻ thôi. Tức là với dưới cái nhìn của bạn á,
thì những quốc gia nó mang chế độ đa nguyên đa đảng á, là đối với bạn thì nó rất là tốt đúng không? Đúng rồi, nó có nhiều ích lợi cho bà con nhiều hơn. Cho bà con nhiều thì bà bạn cho là tốt thì cái đó mình tôn trọng cái góc nhìn của bạn. Và ngược lại á thì đối với mình nè, mình là công dân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, thì mình lại thấy mình cũng nhìn quan sát các quốc gia trên thế giới và cũng nhìn tình hình thời sự hay là chính trị vân vân, thì mình lại thấy cái ở Việt Nam một đảng lại tốt hơn, và đó cũng là cái quyền tự do của tôi đúng không? Đúng rồi, đó là quyền của bạn. Khi mà À đúng bạn không? cảm thấy đời sống của bạn á, mà giống như cảm thấy mình đầy đủ lắm rồi, thì đó À là bạn cảm thấy là bạn tốt hơn. Nhưng mà thế khi mà này thế, bạn thế này này anh bạn bắt dần thực bạn nói ra đi. cái khái niệm đầy đủ á, thì mỗi người có một cái khái niệm, bởi vì như thế nào để là đầy đủ, cái đó cũng là một cái câu trả lời khó đó đúng không? Còn cái vấn đề để bạn nói, bạn chia sẻ về vấn đề ở các nước, cụ thể nước Mỹ đi, là ăn xin rồi đi học Không gì không, đó không tốn bạn tiền bạn đúng không, bạn đúng bạn không? cứ nói tiếp theo đi, cái đầy đủ của bạn là như thế nào, rồi bạn cứ nói tiếp theo ở trong 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 nội của mình cả, rồi mình nói ngoài. Không, Bây giờ bạn đầy đủ, bạn đầy đủ về vật mình chất. nói cho bạn nghe nè, hồi nãy mình không có nói mình đầy đủ, tại vì bạn nói là mình đầy đủ, thì mình nói là cái khái niệm đầy đủ á, thì nó như thế nào thì mới là xem là đầy đủ. Mình chỉ đối với mình chỉ nói thế này nè, mình hài lòng với những gì mình đang có, và mình hài lòng với đất nước của mình, và mình cũng hài lòng về Đảng Cộng sản đang lãnh đạo đất nước của mình. Bạn hiểu không? Chứ Hiểu còn đầy đủ á, còn khái niệm đầy đủ á, thì như thế nào là đầy đủ thì cái này nó cũng khó nói lắm. đúng rồi Bạn công đúng nhận rồi với mình không? Bởi vì con người người ta có lòng tham mà, đúng ai rồi cũng đúng rồi muốn đúng là có cái này có cái kia rồi nữa. Nhưng mà quan trọng mình á là mình cảm thấy mình hài lòng. Đó, vấn đề là mình cảm thấy hài lòng. Rồi nãy bạn nói về vấn đề gọi là an sinh gì đó thì mình cũng hiểu, mình đồng ý. Tại vì mình cũng có người thân ở bên Mỹ mà. Là cũng gọi là đi học đi bệnh viện gì đó, nhưng mà họ cũng nói họ đóng cái này thuế rất là là cái cao, này họ tôi đóng thuế rất là không cao. không cao đâu, nó thực tế Bạn vậy. có đóng thuế không? Tôi đi làm một năm là tôi có đưa giấy tờ lên trên mạng cho anh em bà con họ coi, tôi À cái gì tôi nói bạn thẳng ra. thuế bạn đóng bao nhiêu, tôi bạn đóng bao nhiêu làm theo bạn đó, bạn mà đóng thuế được bao nhiêu? tôi làm là bao nhiêu tiền thuế mà ở bên này nó khác nhau lắm bạn. Để tôi kể cho bạn, làm một năm mà 30.000 đó là tiền thuế của bạn á. Tôi lấy cái điểm thôi nha, cho cái điểm cho bạn nó dễ hiểu. Cái mốc thôi, ở cái À, mốc á, cái đúng mốc rồi, là bao nhiêu phần trăm bạn á? bạn bạn đi làm á, mà 30.000 á là bạn chỉ có đóng khoảng chừng 10% ha. Khi bạn làm 40.000 á là cái tiền thuế của bạn nâng cao thêm chút nữa. Khi bạn làm 50.000 á, tiền thuế của bạn nó khác hơn một chút nữa. Nhưng mà tối thiểu là À, bao nhiêu phần trăm? còn cái tối Thiểu là thiểu bao nhiêu đó, phần trăm? cái tối thiểu đó cái tiền tiền lương mà trung bình á, mà để nâng nâng cấp á, nâng nâng nó nâng lên á, từng 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 người nó khác khác tiền lương, thì Không, tôi không tính chính bạn xác. đừng tính nâng tính tính bạn nói nâng 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 mình rối lắm. Mình chỉ nói thế này, Đúng mình hỏi rồi, bạn nè, còn tôi bây giờ mình tôi cho này rằng là tôi cái là mức thấp nhất là bao nhiêu phần trăm thuế, là đóng bao nhiêu phần trăm thuế cái mức thấp đó nhất? tôi cái đó tôi cho hình như 10-12% là cái tiền tiền thuế Wow, thấp của người ta. ít vậy. Ồ, thấp ha, mười À hai đúng phần rồi, trăm còn là tôi là nước Mỹ khác mười hai bạn phần trăm lắm. là thấp. À tôi là khác, tôi làm một năm á, năm ngoái là tôi làm 79.000, là năm ngoái Là nguyên năm năm là á hả? nguyên năm á, là 79.000 là bởi vì mấy năm đó làm ít giờ đó, nó thời gian nó cắt giảm đó, nó bị dịch đó. Hiện tại cũng còn dịch nhưng mà không 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 quá nguy hiểm. Năm ngoái là tôi làm là 79.000, nó từ thuế từ đồ cả rồi đó, là tôi lấy về được 60
65, 66 ngàn gì đó. Ghê à? À, giống như thấp vậy. Vậy. Đó. Tôi gọi đưa giấy, tôi gọi đưa giấy lên cho bà con họ coi. Không, tại vì giấy nhiều khi bên Mỹ thì tôi không rành, tôi không biết, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi quan trọng là cái mức á. Như vậy là 10% ha, 12% đúng không? Không, thấp nhất là 12% đúng không? Không, cái này là tôi hơn chứ. Tôi hơn bạn. Chứ còn đó là tùy theo tiền lương của người ta. Nếu như mà tôi nhảy lên khoảng đủ 100 ngàn đô là có thể là 25% tiền thuế. Trong đây nè, có một bạn, cũng ạ. Nè, trong đây cũng có một bạn đang ở bên Mỹ nè. Bạn Hoàng Nguyên này, bạn nói là thuế phải đóng bình quân vào khoảng 35%. Thì bạn 35% thôi, được rồi. 35% là anh làm trên một năm trên 100 ngàn là có. Bảo đảm luôn. Cho tôi nói một chút xíu vấn đề này. Vấn đề là ông chào thư quan lại, chào quê lụa với lại chào đúng là chào ông bạn mới quen, đại khái mới lên. Tôi cũng ở Mỹ. Tôi mới đi Mỹ ngày hôm qua thôi, không quan trọng chuyện đó đâu. Tôi cũng có hai quốc tịch rồi, ok. Một cái mốc quan trọng mà ông hay nói tới, ông nói tam quyền phân lập và vấn đề an sinh xã hội. Cái yếu của ông nói vậy phải không? Không, thế em nói á, là em nói là em so lại á, với đất nước cái mình á, là một đảng, bên này nó đa đảng là nhiều đảng, thì nó cái mà an sinh xã hội á, thì nó khác hơn, là bởi vì nó có cái quyền lợi hơn. Giống như vậy. To rồi. Giờ tôi dễ nghĩa cho ông hiểu điều này nè. Tôi dễ nghĩa cho ông hiểu nè. Cái lý do á, mà Việt Nam á, an sinh xã hội thấp hơn là bởi người dân không đóng thuế. Tôi cho ông một cái điều này nữa. Nước Mỹ từ hồi xưa tới giờ, ngày thành lập quốc tới giờ là 270 mấy năm, và bắt đầu nó thành lập một cái xã hội tư bản hoàn chỉnh và thu thuế, tất cả mọi người dân đều phải đi làm và đều phải đóng thuế. Cái điều đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Rồi, ok. Tất nhiên, nói chung là tất cả mọi đất nước. Tôi chưa nói hết. Có nghĩa như vậy. Trong gần 300 năm, nước Mỹ không xảy ra chiến tranh trong nước. Ở đây tôi nói một đề nha. Trong nước, nước Việt Nam đã xảy ra chiến tranh cả trăm năm và mới được hòa bình và đã được Công nghiệp quốc liên nhận làm khoảng phát triển kinh tế thì khoảng 20-21 năm. Thì và năm 1995. Rồi, ok. Đó là mới xóa bỏ cấm vận thôi ông ơi. Còn chưa đó. Phải vừa làm ăn kinh tế nước ngoài là không tính. Thôi cho rằng vậy. Đó, bỏ cấm vận làm ăn đó. Đúng rồi đó. Thì, rồi, thì nó, ok. 95 đó. Rồi, đúng rồi. Yeah. Thì tới bây giờ, người dân Việt Nam nói một cách khác đi chăng nữa là những doanh nghiệp là vừa nhỏ và to là những người có cơ sở làm ăn lớn, họ bị đóng thuế. Hầu như người dân Việt Nam không bao giờ đóng thuế. Dạ, bây giờ em nói cái thuế này anh dừng cho em được chút, bởi vì em mất em có thể xuống diễn đàn, bởi vì em chạy về hàng ra rồi em sẽ lên diễn đàn lại, nhưng mà em cho em một khúc thôi em nói này. Cái thuế đó, an sinh xã hội á, là anh biết cái thuế là tiêu dùng và xuất cảng và nhập cảng. Còn cái thuế mà anh nói á, cái thuế mà anh nói là mà nếu như mà cái thuế mà mình đi làm á, là cái thuế đó nó khác. Cái thuế đó nó không có bao nhiêu ở trong cái an sinh xã hội hết. Nhưng mà cái thuế đó đó. Thế này là anh đang đi gần thôi. Anh đang đi gần của anh. Thế này là anh đang đi gần. Mình nói cho anh nghe thế này nè. Tức là cái câu chuyện mà anh lên đây chia sẻ thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng mà anh phải ý thức được điều này nè. Những gì anh nói á, thì ở trong đây rất nhiều những người ở bên Mỹ và ở hải ngoại họ biết, và họ cũng từng nằm trong cái hoàn cảnh rất là rõ, chứ không phải là không ai không biết đâu nha. Thì cho nên là tôi mong rằng để làm tôi gì nói tôi muốn giữ uy tín cho anh thôi. Tôi nói cho anh nghe nè, tất cả các loại thuế không riêng gì thuế gì cả, và người ta lấy cái số thuế đó nhà nước mới tạo ra cái an sinh xã hội cho một quỹ an sinh, nó tôi nói trong ngay cái điều đó, an sinh xã hội đó, rồi an sinh xã hội á, rồi ai không biết chuyện đó thôi, rồi nhưng
Ở đây tôi nói cho ông nghe cái điều này là ông ngay bây giờ và tôi ngay bây giờ đang sống trong đất nước Mỹ, và tất cả mọi cái từ đi chợ cho đến công việc làm tất cả đều phải đóng thuế, và cái tiền thuế đó nó không phải cho ông hưởng, nó không phải cho ông hưởng, và nó cho những người đời sau hưởng. Chúng ta hiện giờ đang nước Mỹ, tôi đang retire rồi nè, tôi hưởng đồng tiền của tôi SSA nè, là do những người trước đóng thuế. Anh hiểu không? Nó dặn như gối đầu. Anh hiểu không? À, thì tôi làm không phải á, anh nói cái dạng là... anh nói trước là không có đóng mà mình cứ hiện tại á, anh hiểu không? Anh cứ để là cứ nói hiện tại đất nước Mỹ á, anh xin chào của nước Mỹ nó đã lâu rồi đó. Không, cái điều đó chính tố cáo ông nói sức sự lực khập khiễng, một đất nước gần 300 năm thành lập quốc và thâu thuế từ đầu cho đến cuối, trong khi đó đất nước mình vừa xảy ra chiến tranh như một đống hoang tàn đổ nát, phải ghi dựng lại, xây dựng lại, mà đã vậy thôi người dân không có đóng thuế nữa, chưa có đóng thuế nữa, đã vậy thôi còn gì điều có mà là so sánh như vậy, là so sánh một cách rất là khập khiễng. Và đó, ngay bây giờ anh nói đất nước của mình không có đóng thuế là không có đóng, là bởi vì anh ăn tiêu hàng ngày, tức nhưng anh mua bán hàng ngày, nhập cảng hay là đầu tư hàng ngày anh có thuế, chứ không phải anh có thuế. Thuế cái gì? Xăng dầu gì anh cũng có thuế hết. Bà bán vé số ngoài thuế đâu? Cái bà bán cá. Bà bán vé số vẫn có thuế, nhưng mà cái đó là cái thuế mà anh không có biết, là nó nằm ở trong cái gì đó. Công khai không có gì biết cả. Tàu lao. Bởi vì nhá. Mẹ nhà tôi bên Việt Nam nè, bán gạo rải lưới gạo không có đóng thuế. Bà hỏi anh nói không có thuế là không có đóng. Chỉ có anh nói thuế môn bài mà thôi. Còn thuế tiêu dùng mà thuế tiêu dùng không có. Mệt quá. Tôi ở Việt Nam. Thế cứ mà dòng sông có cái người họ bán á, khi mà anh nhập cảng hàng á là anh buôn bán là nó có hết. Ok, anh đang đi chờ ơi, anh đang đi chờ với bố cặp ơi, để cho chúng nó phát biểu vài câu, nó ngồi nãy giờ lắng nghe nè, mời chúng. Ok, bây giờ là em xuống diễn đàn, nhưng mà em ngồi nghe, rồi em chạy về cảng hàng khoảng chừng 15-10 phút rồi em lên lại. Rồi, nhưng mà em á, em anh đang còn lắng tai để nghe anh nghe anh nói nghe ok nghe, ok rồi, em xuống, ok xuống đến đang từ xưa tôi nói rất là nhiều lần okay. Dạ. Anh lấy một cái đất nước mà mới phục hồi kinh tế mới cái 20 năm mà đem so sánh với một thằng 300 năm lục quốc, tôi thể hiện rất là khập khiễng. Và một cái tiêu chí thứ nhất nữa, mà cái thứ hai quan trọng không kém, nó là đất nước không chiến tranh, nó chỉ đi gây chiến tranh thôi, mà nó không, đất nước trong nó không đi đánh. Đất nước Việt Nam cả trăm năm nay cái điều là mưa cũng giống như là kiểu mà không còn viên gạch dụng, xây dựng từ nhỏ đi so sánh, đi okay, so sánh một cái cách rất là cập thể mẹ bực mình. Tao lắm, tụi bố nói cái này, nó xoáy quanh vào từ cách đây cũng khoảng lâu rồi, cũng mấy tháng nay tao cũng đã nghe phong quanh rồi. Bây giờ tụi nó chủ trương là xoáy vào an sinh xã hội, nhưng mà nó đéo có biết an sinh xã hội là cái gì, mình chỉ ghét cái điều thôi. Nó nói đi nói nó cùng không sao đâu bố, không sao, mà tao nghĩ tụi bay, tao nghĩ tụi bay thừa sức để mà nói chuyện với tụi này thôi, bởi tao ghét tao thôi, bởi vì nó nói tao chỉ sợ câu này ấy đồ, mà tụi bay ở Việt Nam biết cái con mẹ gì ở bên Mỹ mà xí vô tao nè, tao lên thôi, tao lên là tao chỉ dằn mặt nó là cái tao ở đây nè, làm ok để chung chia sẻ bố đông thế. Ủa mẹ tào lao, so sánh một cách rất là ngu si. Ok bố xuống. Dạ, sao lại ông bố xuống sớm thế? Người ta hỏi xem đi điều tra cái vụ bên Cali chưa mà này nó xuống mất rồi.